Chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lên đường 4 khón lan lọng nhá. Cái lọng này, cái lọng thanh đạm, giống như thanh đạm sứa gì đó ấy. Đấy, 4 khón nhá. Đây, 4 khón, 4 khón lọng sọc biên. Đây nha các bác nhá. Đấy, mới về nha các bác ạ. 4 khón lọng sọc biển này có giá là 300k nha các bác. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây nha. Bạn nào muốn siêu tần cái dòng lọng sọc biển này thì cứ alo nhá. Hôm nay có rồi. 4 khón luôn đây này. Nó mới mọc nhá, nếu mà cái này nuôi thêm vài bữa nó thì để nó lớn lên thì nó càng là đẹp hơn nhá. Đấy, sọc biến nha các bác. Sọc biến rất là đẹp luôn. Vậy nha, bác nào muốn siêu tiền thì cứ alo nhé. Lá già của nó này, sọc luôn. Lá non sọc biến rất là đẹp luôn. 4 khón nhé. 4 khón. Bất nào muốn sơn tần thì cứ alo. Em để số điện thoại trên tiêu đề nhé.